Trên tay Trang đây chính là rong nho. Bạn thấy cái màu xanh rất là đẹp mắt đúng không ạ? Nhìn giống như một chùm nho như vậy đó. Thì đây là một trong những cái thực phẩm rất là quen thuộc đối với tất cả mọi người và ai cũng yêu thích. Thì chúng ta sẽ xem coi cái hương vị giòn sần sật của rong nho khi ăn cùng với nước sốt mèo gen thì như thế nào. Rất là ngon. Cái này là gắt đều tay luôn mọi người nhé. Vậy thì món ăn này nó có mang đến những cái tác dụng nào cho sức khỏe hay không? Rong nho nó có tốt như những cái gì mà mọi người nói hay không? Và cách sử dụng rong nho như thế nào? Thì hãy bắt đầu đồng hành ngay sau đây cùng với Trang nhé. Phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu rong nho là gì? Thì các bạn thấy rong nho là những cái rong này đây, rong nho hay còn gọi là tảo cũng được các bạn nhé, hoặc người ta gọi với một cái tên rất là mỹ miều đó chính là trứng cá muối xanh. Bạn thấy màu xanh rất là đẹp mắt đúng không ạ? Thì tên khoa học của nó chính là Sargassum hensloquianum. Thì đây là rong nho và người ta tìm thấy nhiều nhất ở quanh đai Thái Bình Dương nè, cũng như ở vùng Đông Nam Á thì rong nho rất là nhiều. Và chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng mua rong nho ngày nay để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của mình, hoặc đơn giản là bạn bổ sung thêm những cái dưỡng chất cần thiết từ rong nho vào khẩu phần dinh dưỡng. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phần đầu tiên, bây giờ chúng ta bước sang phần thứ hai. Thành phần giá trị dinh dưỡng của rong nho là gì? Các bạn thân mến, rong nho rất giàu những giá trị dinh dưỡng nha. Bây giờ điểm danh cùng với Trang. Nó chứa nhiều protein, vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa và chất béo có lợi. Thì vitamin như là vitamin A, beta carotene nè, vitamin C, vitamin K, vitamin nhóm B cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Chất khoáng như là canxi, magie, phốt pho, đồng, selen, kẽm, vân vân. Omega 3, omega 9 và những cái chất thực vật là những chất chống oxy hóa đó có lợi cho sức khỏe khi các bạn sử dụng. Như vậy là chúng ta thấy rằng rong nho rất giàu những giá trị dinh dưỡng đúng không ạ? Bên cạnh đó nó còn cung cấp cho bạn một cái hàm lượng iốt cần thiết cho tuyến giáp nữa. Bây giờ chúng ta sẽ điểm danh sang phần thứ ba. Tác dụng của rong nho là gì? Khi mà chúng ta điểm danh qua những cái thành phần dinh dưỡng thì bạn thấy nó rất là có lợi cho sức khỏe. Vậy tác dụng cụ thể cho sức khỏe là như thế nào? Điểm danh cùng với Trang nha. Đầu tiên đó chính là nó tốt cho xương, bởi vì nó chứa nhiều canxi và protein, cho nên là nó sẽ tăng cường mật độ xương, ngăn ngừa loãn xương. Bên cạnh đó, omega 3 có trong rong nho nó sẽ giúp cho bạn kháng viêm rất là tốt đối với những tình trạng viêm đau nhức xương khớp. Thứ hai là nó sẽ tốt cho tim mạch, bởi vì nó sẽ ổn định được cái nồng độ cholesterol trong cơ thể, ngăn ngừa xơ vữa cũng như là tắc nghẽn cái động mạch đó. Thì nó sẽ hạn chế được tình trạng nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch hay là đột quỵ, rất là tốt cho tim mạch bạn nhé. Rồi tiếp đến thứ ba đó chính là nó sẽ tốt cho những người bị bệnh đái tháo đường. Đái tháo đường mà nếu như không kiểm soát được lượng đường huyết thì biến chứng do bệnh đái tháo đường gây nên rất là nghiêm trọng. Thì những chất chống oxy hóa trong rong nho nó sẽ giúp cho bạn giảm đi những cái biến chứng này và nó sẽ tăng cường sức khỏe đối với những bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường. Tiếp đến là nó sẽ tốt cho tình trạng đường tiêu hóa, có nghĩa là ngăn ngừa được tình trạng táo bón, tăng cường môi trường cho các vi sinh vật có lợi trong đường ruột của chúng ta nó hoạt động và hấp thu những cái dưỡng chất dinh dưỡng. Tiếp đến là nó sẽ giúp cho bạn giảm cân, đẹp dáng. Giảm cân đẹp dáng bởi vì năng lượng thấp nhưng mà nó lại ngăn ngừa tích lũy mỡ thừa, có những cái dưỡng chất có lợi cho sức khỏe nữa, thì nó đưa vào cái khẩu phần giảm cân rất là hiệu quả các bạn nhé.
Tiếp đến là nó sẽ cung cấp một hàm lượng iốt cần thiết cho cơ thể. Nếu như mỗi ngày bạn ăn 150 gram rong nho đó, thì nó sẽ cung cấp cho bạn 2 mg iốt. Nhưng mà bạn chỉ cần ăn 40 gram thôi là nó sẽ cung cấp đủ cái hàm lượng iốt cần thiết cho cơ thể rồi bạn nhé. Cho nên là chúng ta nhớ là mỗi ngày nếu như bạn thích rong nho thì bạn có thể sử dụng một gói như thế này. Một gói này là 50 gram này các bạn. Và khi mà chúng ta ngâm ra thì nó rất là nhiều nha, nó nhỏ ra đó. Đó là cách mà chúng ta để sử dụng rong nho tốt cho sức khỏe. Tiếp đến là rong nho giúp cho bạn đẹp da. Đẹp da bởi vì những dưỡng chất nó mang đến cho bạn, nó giúp cho da dẻ trẻ hơn, mịn màng hơn. Đồng thời nó sẽ cũng ngăn ngừa được những cái gốc tự do tấn công và làm ảnh hưởng hoặc là hư tổn tới làn da, như là nám da, tàn nhang nào, hoặc là da bị xuống cấp, chảy sợi đó, thì nó cũng cải thiện một phần nào các bạn nhé. Thì đây là những cái giá trị dinh dưỡng mà rong nho mang đến cho các bạn khi sử dụng. Hàm lượng vitamin A dồi dào trong rong nho nó sẽ giúp cho đôi mắt của chúng ta sáng hơn, ngăn ngừa được tình trạng thoái hóa điểm vàng, bởi vì vitamin A beta carotene nó sẽ cực kỳ tốt và có lợi cho đôi mắt của các bạn. Đó là những giá trị dinh dưỡng mà rong nho mang đến. Tất nhiên là nó còn nhiều nữa và đây Trang chỉ liệt kê những cái điển hình thôi bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần tiếp theo, đó chính là cách sử dụng rong nho như thế nào là tốt nhất. Các bạn hỏi Trang sử dụng rong nho như thế nào là tốt đây, thì có hai cách để sử dụng bạn nhé. Một là bạn dùng rong nho tươi, hoặc là hai là cách dùng rong nho khô tách nước tách muối đó. Thì đối với rong nho tươi á, thì bạn lấy một cái lượng vừa đủ thôi, bạn đem ra các bạn ngâm trong cái tô nước các bạn nhé, nước sạch đó, bạn ngâm trong vòng 2 đến 3 phút cho nó nở ra, xong rồi bạn sẽ rửa lại khoảng 2 đến 3 lần nữa với nước sạch. Rồi chúng ta sẽ cho vào cái thau có đá, thì chúng ta sẽ ngâm từ 1 đến 3 phút nữa để tăng cái độ giòn, độ ngon của rong nho đó. Rồi bạn sẽ sử dụng trong vòng 20 phút là được các bạn nhé. Rồi rong nho khô tách nước tách muối, thì khi mà chúng ta mở bao bì ra đó, nó sẽ đóng gói theo định lượng từng bịch hết. Thì bạn ăn bao nhiêu thì chúng ta lấy bao nhiêu thôi, và chúng ta mở ra, và chúng ta cũng cho vào cái tô nước sạch. Chúng ta ngâm từ 1 đến 3 phút cho nó nở ra. Bạn cũng rửa với nước sạch khoảng 2 đến 3 lần để chúng ta loại bỏ bớt cái mùi tanh cũng như là cái độ muối ở trong đó. Rồi bạn cũng cho vào cái tô có nước đá, bạn ngâm từ 1 đến 3 phút rồi các bạn cũng có thể sử dụng bạn nhé. Và bạn có thể ăn kèm cùng với những cái nước chấm như là sốt mè rang nè, hoặc là nước tương, hoặc là wasabi, tương ớt vân vân, bạn thích cái nào cũng được hết. Hoặc là bạn có thể chế biến thành những cái món ăn như là trộn gỏi nha, trộn salad nha, hoặc là bạn có thể ăn kèm như là một loại rau sống, hoặc là bạn có thể xay sinh tố, bạn thích hương vị nào thì bạn chế biến hương vị đó. Và mỗi người ăn bao nhiêu là đủ đây? Đối với người lớn á, thì bạn có thể ăn từ 40 gram đến 150 gram cho một lần, chứ không nên ăn quá nhiều bạn nhé. Còn đối với phụ nữ mang thai á, thì bạn chỉ ăn được 2,2 gram thôi. Thì khi bạn ngâm 2,2 gram nó nở ra thì khoảng 6 đến 7 sợi rong nho như thế này nè. Thì các bạn lưu ý nha. Trẻ em thì cũng ăn như phụ nữ mang thai thôi, nhưng mà một tuần ăn một lần thôi bạn nhé. Thì các bạn lưu ý là tại sao Trang lại nói như vậy, bởi vì có rất nhiều bà mẹ mang thai hoặc bà mẹ sau khi sanh con xong á, thì ta nói rong nho có lợi cho sức khỏe như vậy mà tại sao lại không sử dụng, đúng không? Cho nên là ăn lần một dĩa đầy như thế này hoặc là một tô thật là to như thế này, bởi vì nhà mình nghĩ rằng nó ngon như này, nó như là một loại rau thì bổ sung, thay vì ăn rau thì ăn rong nho. Thì cần lưu ý nha, không nên ăn quá nhiều, chỉ ăn ở một cái hàm lượng cho phép thôi các bạn nhé. Thì đó là cách sử dụng. Bây giờ mời các bạn thưởng thức rong nho cùng với nước sốt mè rang với Trang để xem coi cái hương vị nó như thế nào nha. Thì chúng ta sẽ chấm, chứ chúng ta đừng có gửi lên luôn các bạn nhé. Bởi vì khi mà bạn trộn lên thì nó sẽ teo tóp lại, nó không ngon nữa. Cũng như bạn không có nấu nướng chiên xào, bởi vì rong nho không còn giữ được độ giòn nữa bạn nhé. Rất là ngon đúng không ạ? Trang rất thích hương vị này.
Nếu như ăn kèm với sashimi cá hồi nữa thì rất là ngon. Khi chúng ta nhai ra thì nó có vị hơi mặn mặn, chua chua, có độ nhớt nữa các bạn nhé. Và đặc biệt là nó rất là giòn, rất là ngon. Cho nên là mọi người có thể ăn được rất nhiều. Nhưng mà chúng ta nhớ ăn vừa đủ thôi, không ăn nhiều đâu. Ngon quá. Đó, thì cái gói này là 50 gram nè, chiên ngâm cả một gói này đó, nó ra được bao nhiêu đó đó. Và trên mỗi gói thì nó cũng đã hướng dẫn rất kỹ rồi, thì chị chỉ chia sẻ lại cho mọi người thôi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần cuối cùng, những lưu ý. Trong nho tốt cho sức khỏe đơn giản như vậy thì có những lưu ý nào hay không? Câu trả lời là có vậy nhé. Đầu tiên là phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ, thì mỗi ngày bà chỉ ăn được 2,2 gram rong nho, như lúc nãy Trang nói là khoảng 6 đến 7 sợi rong nho nguyên như thế này thôi các bạn nhé, chứ không có ăn quá nhiều. Bà chỉ ăn được bao nhiêu đây thôi. Để nói, ôi sao ăn ít như vậy, ăn như vậy thì quá ít. Không nha bạn, bạn ăn như vậy là được rồi. Bạn nếu như bạn ăn nhiều, bạn không có nghe những cái lời lưu ý của Trang, bạn ăn nhiều, bạn ăn cả một dĩa, một tô đầy, thì việc thừa iốt trong cơ thể nó sẽ dẫn đến tình trạng là phì đại tuyến giáp nè, hoặc là bạn có thể bị suy giáp, hoặc là bạn gây bú cổ là cường giáp đó, hoặc có những người bị ung thư tuyến giáp. Cho nên các bạn cần lưu ý nhé, không ăn quá nhiều trong trường hợp này. Khi nào sức khỏe bạn hồi phục đi rồi, bạn sử dụng như người bình thường, người trưởng thành, đó chính là từ 40 gram đến 150 gram trên một ngày đều được các bạn nhé. Nhưng mà trong giai đoạn mang thai và cho con bú thì các bạn cần lưu ý. Trẻ em sử dụng được rong nho hay không? Câu trả lời là dùng được. Từ 6 tháng tuổi trở lên thì bạn có thể cho dùng rồi. Nhưng mà cũng ăn 5-6 sợi một lần, và một tuần chỉ ăn một lần duy nhất thôi. Không ăn sống như thế này, phải xay ra nấu cái cháo cho trẻ nha. Bởi vì nó lạnh, nó ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ đó. Cho nên các bạn cần cân nhắc. Thì đó là một vài những lưu ý thôi, để mong rằng các bạn sử dụng đúng để mang đến sức khỏe tốt nhất cho các bạn. Bất kỳ những thực phẩm nào dù có lợi ra làm sao, an toàn lành tính như thế nào, thì cũng có những lưu ý cần thiết để cho các bạn sử dụng đúng, an toàn và tốt nhất cho sức khỏe của mình. Nếu như bạn thấy những kiến thức chia sẻ ngày hôm nay có đối với mình thì đừng quên để lại một xin cho Trang nhé. Hoặc đơn giản hơn là bấm nút like, bạn bật chuông thông báo, bấm nút đăng ký để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang, bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.